Đây. Em ơi cứu chị với. Yến cười sung sướng. Đây đây, đi sang đây, đúng rồi, đi đi. Bước qua con. Cái con gì nó trên mặt nước. Sâu quá. Sâu. Cốc, cốc con đâu? Thôi đứng im. Thằng này nó giống hay. Cái này nó sâu quá. Sâu quá. Rồi con cầm cốc cho Nguyên cái. Đây là hậu quả của đội đi ủng. đội đi ủng thì sao ạ? Thả chân đất đi chị ơi. Xong rồi cầm ủng thôi. Thấy đây, nhìn đây. Thấy ơi thầy, nhiều quá không thấy? Nhiều quá là nhiều luôn. Chỗ này nó sâu cái khủng khiếp. Con kẹt ở đây thôi. Con lấy của em đấy. Em thả mấy con đấy đi. Các ông thầy xem nhiều chưa nào? Nhiều quá là nhiều luôn đấy. Đây là đủ nồi lẩu chưa thầy? Đủ nồi lẩu chưa? Chưa. Đi thẳng sang đây, Đây, đây là gọi là người đi ủng ở lại. Đi nhẹ nhàng. Đây là người